Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Hiện nay thì tựa game Liên minh Huyền thoại đang là một cái tựa game cực kỳ hot, cũng như là với lượng người tham gia ấy rất là nhiều. Cùng với đó thì cũng có rất là nhiều bạn đã gửi câu hỏi về cho Học viện IT là tại sao không thể khởi động được cái tựa game này lên, cũng như là cách khắc phục tình trạng này như thế nào. Vậy thì các bạn hãy theo dõi hết video sau đây của Học viện IT nhé. Chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là khắc phục được tình trạng là không thể khởi động được tựa game Liên minh Huyền thoại. Về nguyên nhân của việc không thể khởi động được tựa game Liên minh Huyền thoại này, chúng ta có thể kể đến đó chính là có thể là do đường truyền mạng không ổn định này, do máy chủ đang bảo trì hoặc là bị lag này, hay là do hệ điều hành của các bạn đang gặp vấn đề, hay đơn giản là do tường lửa của các bạn đang chặn cái tựa game Liên minh Huyền thoại này. Tiếp đến thì cũng có thể là do cái ứng dụng Liên minh Huyền thoại này đang được chạy ẩn mà nó không thể khởi động lại một lần nữa, hay đơn giản là có thể là do card màn hình của bạn lâu ngày chưa được cập nhật driver thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng là không thể khởi động được tựa game Liên minh Huyền thoại này. Và về cách khắc phục ý, thì chúng ta sẽ có một vài cách khắc phục sau đây. Cách khắc phục đầu tiên ý, thì chúng ta có thể kể đến đó chính là cách các bạn có thể là khởi động lại máy tính của mình. Khởi động lại máy tính ý, thì nó có thể là giúp chúng ta reset lại được những cái lỗi cơ bản ở trên Windows và giúp tựa game này có thể hoạt động lại trở lại bình thường. Và cách số 2 thì các bạn có thể thực hiện đó chính là dùng ngay cái chỉnh sửa lỗi trên cái tựa game Liên minh Huyền thoại này. Và để thực hiện được cách này, các bạn làm những bước sau đây cho mình. Trong giao diện game Liên minh Huyền thoại của Garena PC, các bạn nhấn vào cái biểu tượng cờ lê ở góc bên trái dưới màn hình cho mình và chọn sửa. Các bạn chọn đến mục là sửa ngay lập tức và các bạn sẽ thấy Garena PC đang tiến hành cái quá trình mà rà soát các cái lỗi ở trên cái tựa game này để xem nó có gặp vấn đề gì không, và nếu gặp vấn đề ấy, thì nó sẽ tự khắc phục lại. Cách số 3, nếu tựa game này đang ở trong cái quá trình mà bảo trì hệ thống thì các bạn chỉ còn cách là chờ đợi để hệ thống được sửa lỗi xong và chúng ta có thể vào lại game một cách bình thường. Đây thì là do nhà sản xuất cũng như là nhà cung cấp game đang bảo trì máy chủ thì chúng ta đều không thể truy cập vào cái tựa game này. Cách thứ tư là chúng ta có thể thử cách là tắt tường lửa trên máy tính. Tường lửa trên máy tính ý, thì đôi khi nó sẽ nhận nhầm các cái file ở trong tựa game này ý, hoặc là một số file hệ thống ý, nó sẽ bị nhận diện thành một cái file virus và nó sẽ trực tiếp xóa cũng như là chặn chúng ta sử dụng cái file này và nó gây đến tình trạng lỗi là không thể mở ứng dụng game. Bước 1, các bạn nhập vào ô tìm kiếm và nhập cho mình từ khóa là cmd và chọn run admin này. Bước 2 thì tại giao diện của command prompt này, các bạn dùng lệnh là nest adv firework set on profile state of để tắt những cái tính năng cũng như là tường lửa trên Windows 10. Cách số 6, nếu các bạn thực hiện những cách trên đều không được thì chúng ta chỉ còn cách là có thể là gỡ cái tựa game Liên minh Huyền thoại này đi và cài đặt nó lại một lần nữa. Và để gỡ tựa game này ý, thì các bạn cũng thực hiện một cách đơn giản sau đây cho mình. Đầu tiên ý, thì các bạn là vào cái Garena PC và nhấn biểu tượng Clay cho mình. Thay vì các bạn chọn khắc phục lỗi thì các bạn nhấn gỡ cài đặt. Sau khi gỡ cài đặt thành công ý, thì ở cái giao diện chính ý, nó sẽ hiện là mục cài đặt cho mình thay vì là ấn để bắt đầu. Thì chúng ta lại ấn vào cài đặt để cài lại cái tựa game Liên minh Huyền thoại này. Và trên đây là một vài chia sẻ cơ bản của Học viện IT tới các bạn về cách khắc phục lỗi là không thể khởi động được tựa game Liên minh Huyền thoại. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tựa game Liên minh Huyền thoại thì các bạn có thể đặt ở dưới phần comment của video này nhé. Chúng mình sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể cho các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy hay, hãy đừng quên để lại cho Học viện IT một like và một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.